Chào tất cả các quý vị nha. Ở video này tôi chia sẻ về cái việc là tính giá cái bộ cửa cuốn trong trường hợp là nó nhỏ dưới 6 mét vuông. Thường thường là nhỏ là dưới 6 mét vuông thì giá bao nhiêu? Đấy, thì bởi vì những cái bộ cửa mà to ấy, thì đơn giá sẽ được tính theo là rộng phủ bì nhân với cao phủ bì nhân với đơn giá, có thể là 520 hay là 600 hay là 700 nghìn đồng một mét vuông. Nhưng mà đối với những cửa cuốn bộ cuốn nhỏ, cửa cuốn nhỏ thì cấu tạo ví dụ như bộ cửa cuốn nhỏ như thế này này đấy, thì cấu tạo của nó cũng phải có dây này, hai bên này có giá này, cót này, rồi lá cửa, rồi vận chuyển, rồi lắp đặt, nhân công lắp đặt cũng phải hai người lắp. Đấy, bộ cửa nhỏ cũng phải hai người lắp và to cũng hai người lắp, nhỏ hai người lắp. Nên là đối với những cái bộ cửa cuốn nhỏ thì chúng tôi sẽ không tính theo đơn giá mét vuông mà tính theo bộ, bởi vì là cũng đầy đủ các công đoạn như các bộ to. Nên là đối với những bộ cuốn nhỏ thì giá nó sẽ là khoảng tầm 3 triệu 500 nghìn đồng một bộ. Đấy, ví dụ các vị làm một bộ mà 4 mét thì cùng 3 triệu 500, mà 6 mét thì cùng 3 triệu 500, mà 2 mét vuông thì cùng 3 triệu 500. Đấy, video này tôi chia sẻ là như vậy. Nếu mà các vị có muốn xem hình ảnh cửa cuốn thì các vị có thể truy cập vào đường link website là villata.group.vn này, tôi để bên dưới. Trong trường hợp các vị đặt hàng có thể liên hệ theo số 0982 802 286. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.